Bó hoa này em sẽ tặng cho một người đàn ông mà em cho là phù hợp với em đêm nay. Hãy lắng nghe những gì mà em cho là đúng, em được phép lựa chọn. Em chọn hạnh phúc nhé, mời em. Khoảnh khắc kết đôi. Về đây mình sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Anh sẽ không để em xây tổ ấm một mình. It'll not just become a girlfriend, it'll become more. Em kết ai thì giao... Thật ra là ngay từ đầu cái lúc mà cái hashtag lên á thì em nghĩ là em sẽ chọn Nhật Long. Tại vì dù sao đi chăng nữa thì người đàn ông nên có trách nhiệm, và đối với em là gia đình là quan trọng nhất. Mời các bạn vào chuẩn bị cho phần xuất hiện. Cảm ơn em, mời em về đây. Trời ơi, giờ thấy cười mới thấy hiền lành nữa nè, trời ơi. Thấy thương quá. Sao, nói vài lời với tôi coi. Trước hết là anh muốn xin lỗi em, tại để em chọn nhầm anh. Anh cũng hơi bất ngờ, rất là bất ngờ luôn. Mọi người cũng có nghĩ anh là màu tím nên anh nghĩ không nghĩ là anh đi sâu đến mức độ như vậy. Hôm nay là em đến đây là em có dẫn ba mẹ em đến nữa. Có ba mẹ luôn, em mời hai bác luôn. Ba mẹ lên đây với con nha. Dạ chào hai bác ạ. Dạ vâng, xin chào hai bác. Con biết sao chứ, con nhìn cái cảnh này cũng xúc động dễ sợ luôn á, thiệt á chứ. Là tại vì thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của người ấy là ai có đủ cha lẫn mẹ kế bên nhân vật của chúng tôi, thưa quý vị. Dạ bác chia sẻ một tí về gia đình mình đi bác. Lời nói đầu tiên xin chào ban tổ chức và chào các vị cố vấn. Dạ, chào cô. Và một câu thật lòng xin lỗi con gái. Bởi vì là thật sự mà nói, con cô nó hoàn hảo từ lúc cô mới sanh tới bây giờ luôn. Đối với gia đình rất có trách nhiệm, đối với việc làm rất có trách nhiệm, tất cả các thứ đều hoàn hảo. Đối với người yêu của anh ấy cũng rất là hoàn hảo. Nhưng mà cô đã biết anh ấy với thứ ba từ cấp 2, nhưng mà cô không mở miệng nói, bởi vì cô muốn tự anh ấy nói cho cô nghe. Bởi vì làm mẹ thì không ai chọn được con mình là giới tính gì. Mẹ đẻ con nhưng mà trời sinh tính. Bởi vì mọi người khi nói tới con mình vậy cái khóc rồi buồn. Thật sự cô rất vinh hạnh khi cô đẻ được anh này. Quê cô An Giang. Vợ chồng cô là thầy giáo, cô giáo. Trời. Thật sự bà nói những cái chia sẻ của ảnh là điều thật hết. Nhà cũng có, ảnh cũng muốn xây tổ ấm. Nhưng mà ảnh không may mắn xây với tổ ấm nữ, mà ảnh xây tổ ấm với nam. Thấy thương quá à. Cái người mà ảnh thương á, rất là thân thiện. Cô cảm mến như một đứa con của mình đẻ thêm một đứa như nó.
Trời ơi, thương quá, thương luôn. Hay quá, con ôm cô một cái. Cô hay quá cô ơi. Hay quá. Thực ra thưa quý vị, đừng có nói tới phụ huynh bình thường. Đây là những người làm công việc giáo dục. Nhưng mà cô chú lại đón nhận nó với một cái tư thế khác, với một thái độ khác. Đón nhận cực kỳ văn minh, tích cực. Mẹ thì thường thương con, nhất là con trai, thì có thể là sẽ dễ chấp nhận, đúng không ạ? Dễ đồng cảm. Chú chấp nhận cái điều đó ra làm sao? Con xin hỏi chú. Mình là cha mẹ, mình đã phát hiện chứ, mình biết trước chứ. Cái cơ bản làm cha làm mẹ, nó làm sao mà nó có sống nó vui vẻ, nó hạnh phúc, thì cái đó là cái thành công của mình. Thành ra quan niệm tôi vậy. Dạ, xin cảm ơn chú. Chú hay quá. Cho con ôm chú một cái nữa. Thực sự là phải nói như vậy, đầu tiên là cảm ơn cô chú đã rất là văn minh. Khi mà cái chương trình này phát sóng á, sẽ rất là có nhiều cái bạn trong thế giới thứ ba á, họ sẽ trách cha mẹ họ rằng là tại sao cha mẹ không như cái gia đình đó. Nhưng thực sự ra muốn nói rằng là như vậy này, các bạn cũng phải hỏi bản thân mình trước. Chúng ta không thể đòi hỏi rằng là cha mẹ chúng ta phải văn minh như thế sẵn, mà chính chúng ta phải tự hỏi rằng là liệu chúng ta đã hoàn thiện cái bản thân mình hay chưa. Hãy nhìn bạn đi, đúng không ạ? Bạn ấy nghĩ về trách nhiệm, bạn ấy nghĩ về báo hiếu. Nếu như bạn ấy không ngoan như thế, bạn ấy không trau dồi bản thân mình như thế, thì chắc gì mà cô chú đã ủng hộ bạn ấy như vậy, đúng không ạ? Cho nên trước khi mà đòi hỏi cha mẹ mình phải văn minh, phải hiểu biết, phải dùng đúng từ, thì Giang muốn bản thân các bạn trong giới tính thứ ba, chúng ta phải sống có trách nhiệm trước. Cho Hương Giang một tràng vỗ tay. Bộ thành công là phải giàu có hay là làm tiếp viên trưởng mới là thành công? Dạ không phải. Trước tiên là sống tốt đã. Tại vì muốn thành công thì phải thành nhân đã. Và ngày hôm nay gia đình này ở đây quá tuyệt vời. Con xin phép được gia đình đứng gần lại với nhau. Không ai tin là chương trình có thể mời được đến đây một gia đình tuyệt vời như vậy. Thật sự luôn á. Con tin chắc là cô bé cũng đang vui lắm và có nhiều điều muốn chia sẻ. Anh mời em. Thật ra là sau khi mà chia sẻ của cô chú á, thì em mới hiểu được cái hashtag trách nhiệm của anh là gì, hiểu sâu hơn, hiểu là tại sao anh lại chọn cái hashtag trách nhiệm. Và em rất là vui vì cái quyết định là em chọn anh, cho dù anh là giới tính gì chăng nữa. Giang nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta có một cái kết thắng, thắng với cả cái bạn trẻ này. Đúng. Bởi vì khi mà bố mẹ của bạn đến đây và thấy rằng à, giữa năm chàng trai cao to, background tốt, đẹp như vậy mà cô gái này vẫn chọn con của mình, cô chú đã chiến thắng. Thực sự nếu như Diễm chọn đúng Thành thì có lẽ chúng ta không được nghe cái chia sẻ của bạn ý. Và cuối cùng thì nghĩ rằng nó chiến thắng với em. Em không quan tâm đến cái sự thắng thua của cái chương trình này, mà em đã chọn cái người mà em cho là phù hợp với em nhất và có cái tinh thần trách nhiệm của gia đình nhất. Thì Giang nghĩ rằng là tất cả chúng ta ngày hôm nay đây đã có một chương trình chiến thắng đấy chứ. Tôi phải cảm ơn một lần nữa ban biên tập của chương trình quá giỏi. Tìm ra những con người quá giỏi, những câu chuyện quá hay để mang lên sân khấu này, mang đến những điều tốt đẹp nhất cho chương trình Người Ấy Là Ai. Và đó là lý do vì sao chúng ta thành công và được khán giả yêu thương. Xin một lần nữa dành cho tất cả chúng ta những tràng pháo tay tán thưởng vì chúng ta đều xứng đáng. Bây giờ chắc là xin nhường lại cho em để nói với là cô bé một lời gì đó vì cô ấy đã chọn em. Thật ra thì anh rất là xin lỗi em, tại vì không thể nào mà mang cho em một người để em hẹn hò được. Nếu mà không làm bạn trai em được thì vẫn là một người bạn có thể chia sẻ với em bất kể một điều gì em muốn, và có thể là thậm chí anh có thể tư vấn tình cảm cho em cũng được. Và thường đó anh rất là thường làm. Dạ cảm ơn anh. Rất tiếc là con không được là dâu, nhưng mà trong tâm cô sẽ có một đứa con gái. Cho con ơi mọi người một cái được không? Lan nhận liền tình cảm mà em.